Hello hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh Xê Dịch Singapore. Tiếp tục các cái chuỗi video giới thiệu và chia sẻ các cái công việc, việc làm tại Singapore mà đang có cái nhu cầu tuyển dụng ứng viên người Việt Nam. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ danh sách 10 các cái công việc mà đang có cái nhu cầu tuyển dụng người Việt Nam làm việc tại Singapore. Và những cái công việc này là hoàn toàn miễn phí, các bạn ứng tuyển trực tiếp với nhà tuyển dụng mà không phải thông qua môi giới các bạn nhé. Các bạn có thể xem các cái video trước mà mình có chia sẻ về danh sách những cái công việc mình cũng có tổng hợp lại trong tháng 1, tháng 2, tháng 3 của năm 2023 này. Và mình cũng có các cái bài chia sẻ về tháng 7, tháng 8, tháng 9. Và trong hôm nay sẽ là video về danh sách 10 các cái công việc có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 10 tại Singapore. Với mỗi công việc thì sẽ có cái đường link mô tả hay còn gọi là job description. Thì mình sẽ để cái đường link cho từng các cái công việc này trong cái phần mô tả của video. Thì các bạn có thể chủ động truy cập vào các cái đường link đó để đọc và tìm hiểu cái phần yêu cầu của công việc. Và nếu như các bạn thấy những cái công việc này phù hợp với các bạn thì các bạn có thể là ứng tuyển trực tiếp theo các cái đường link mà mình cung cấp trên. Trong tháng 10 này thì mình thấy các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới như TikTok hay Apple, họ đều có nhu cầu tuyển dụng ứng viên người Việt Nam làm việc tại Singapore. Nếu như các bạn muốn thử sức làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia MNC như TikTok hay Apple thì các bạn hãy nhanh tay ứng tuyển nhé. Các bạn sẽ lưu ý là vì cái thời điểm mà mình tổng hợp các cái video này rồi đến cái thời điểm mà mình public cái video này, nó sẽ có các cái phần độ trễ. Cho nên là có thể là cái thời điểm mà các bạn xem được video của mình thì một số công việc nó có thể đã hết hạn tuyển dụng rồi. Cho nên là ví dụ nếu mà các bạn biết được cái video này sớm thì các bạn nên ứng tuyển càng sớm càng tốt trước khi mà các cái công việc này nó hết hạn các bạn nhé. Mình rất hy vọng là những cái thông tin này nó sẽ hữu ích cho các bạn, đặc biệt là các bạn đang trong quá trình tìm việc làm tại Singapore và các bạn muốn sang Singapore để trải nghiệm làm việc tại đây, hay là các bạn muốn trải nghiệm cuộc sống tại Singapore, thì đây cũng sẽ là những cái nguồn thông tin để các bạn có thêm và biết được đâu sẽ là những cái doanh nghiệp họ đang có cái nhu cầu tuyển dụng. Thì các bạn sẽ lưu ý là những cái thông tin này là mình hoàn toàn tổng hợp từ các cái nguồn online và các bạn cũng hoàn toàn có thể chủ động tìm kiếm trong các cái thông tin online được. Và mình sẽ chỉ tổng hợp những công việc mà họ ưu tiên hoặc là họ có cái nhu cầu tuyển dụng người Việt Nam hoặc là ưu tiên tuyển dụng ứng viên mà biết tiếng Việt thôi. Thì như vậy là nó cũng sẽ tăng cái tính cạnh tranh của các bạn khi mà các bạn tìm việc tại thị trường Singapore này. Có một cái phần lưu ý đó là mình thì không làm bên môi giới hay mình cũng không làm bên tuyển dụng đâu. Những cái thông tin này mình chỉ đơn giản là mình chia sẻ lại cho các bạn nào mà thấy cần thiết thôi. Còn trường hợp ví dụ các bạn có bất cứ những cái câu hỏi nào liên quan về công việc hay là liên quan tới cái job description của từng cái vị trí này thì mình nghĩ là các bạn nên chủ động nhắn tin tới đơn vị tuyển dụng để có thêm thông tin nhé. Bởi vì mình không đại diện cho các cái đơn vị này cho nên là các bạn hỏi mình thì hầu như là các thông tin mình có cũng sẽ rất là ít, gần như là không có luôn á. Với các bạn mà lần đầu tiên xem video của mình thì mình là Loan. Mình là một cựu du học sinh thạc sĩ MPA tại Singapore. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại đây được khoảng hơn 6 năm rồi. Thì mình xây dựng cái kênh Xây Dịch Singapore này với mục đích là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế từ cá nhân của mình trong toàn bộ quá trình mình tìm kiếm việc làm tại Singapore, cũng như là trong cái quá trình mà mình phát triển sự nghiệp tại đây. Mình rất là hy vọng là những cái thông tin mình chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của mình sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như là tạo cái động lực cho các bạn để các bạn tìm kiếm được cái công việc tại thị trường ngoài Việt Nam. Hàng tháng là mình sẽ có cái video tổng hợp 10 các cái công việc mà có nhu cầu tuyển dụng người Việt Nam. Thì các bạn có thể tham khảo những cái video trước mà mình đã làm. Ngoài ra thì mỗi tuần nếu mà mình biết được những cái thông tin nào về những công việc tuyển dụng nào mới là mình cũng sẽ thực hiện dưới cái phần short của video á. Cho nên nếu mà các bạn đang trong quá trình tìm việc và các bạn muốn cập nhật những cái công việc mới, những cái job mới hàng tuần thì các bạn có thể là đăng ký thêm kênh để có những cái thông tin cập nhật mới nhất các bạn nhé. Và bây giờ hãy cùng mình điểm qua danh sách 10 các cái công việc mà đang có cái nhu cầu tuyển dụng hoặc là ưu tiên tuyển dụng ứng viên người Việt Nam làm việc tại Singapore các bạn nhé. Let's go! Công việc đầu tiên trong cái danh sách 10 công việc đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên người Việt Nam làm việc tại Singapore trong tháng 10 này đó là vị trí Sales Development Associate Vietnamese Speaking làm việc tại Zebra Technologies. Thì như các bạn cũng biết, Zebra Technology là một trong những cái công ty công nghệ rất là lớn ở bên Mỹ. Theo mình biết là cái tổng số nhân viên toàn cầu của công ty này khoảng trên 10.000 người nhân viên và cái doanh thu của họ trong năm 2022 rơi vào khoảng tầm 5,8 tỷ đô la Mỹ. Mình thấy là quy mô công ty khá là lớn, đặc biệt là trong cái mảng công nghệ. Thì đối với cái vị trí này, các bạn lưu ý là đây sẽ là cái vị trí sales nhé. Thường là Sales Development Associate là các bạn sẽ gọi điện liên lạc với khách hàng khá là nhiều.
để xác định xem được cái nhu cầu của khách hàng là gì. Yêu cầu công việc của cái vị trí này là họ sẽ yêu cầu ứng viên có tối thiểu là bằng cấp cao đẳng hoặc là đại học và có từ 0 đến 2 năm kinh nghiệm làm việc. Yêu cầu cũng không quá là cao đâu, cho nên mình nghĩ những bạn nào mà vừa mới tốt nghiệp ra trường hoặc là có một số năm kinh nghiệm làm việc ít thì các bạn hoàn toàn có thể thử sức ứng tuyển vào cái vị trí này. Hiện tại cái mức lương cho vị trí này họ đang để là từ 3.800 tới 5.000. Thì đây là mình đang xem ở trên cái trang My Career Future. Đối với cái trang này á, người nước ngoài sẽ không thể đăng ký ứng tuyển từ cái trang này được. Cho nên là trong cái phần comment của video là mình sẽ để cái đường link để các bạn có thể ứng tuyển trực tiếp trên cái website của Zebra. Thì đây sẽ là cái website mà các bạn sẽ ứng tuyển trực tiếp đối với cái vị trí này nhá. Và một phần nữa các bạn sẽ cần lưu ý đó là đây là vị trí contractor, one year contract. Có thể là sau khi mà hết thời hạn một năm có thể là được gia hạn hoặc không gia hạn thì cái phần này là các bạn có thể trao đổi thêm với công ty đối với cái phần thời hạn của cái vị trí này. Vị trí số 2 trong danh sách việc làm tháng 10 này đó là vị trí Senior Software Engineer. Đây là một vị trí mà các bạn sẽ làm dưới dạng, mình nghĩ là dạng contractor thông qua cái công ty tuyển dụng đó là Next Wave Partners. Thì đối với cái vị trí này là họ sẽ yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong cái mảng công nghệ và đặc biệt là liên quan tới cái phần microservice cũng như là AWS, cái mảng Public Cloud Computing, tức là mảng điện toán đám mây. Yêu cầu đối với ứng viên là sẽ có bằng cấp từ đại học trở lên trong cái mảng Computer Science hoặc là Information System và ít nhất là có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc dưới cái vị trí là backend engineer và trên 3 năm kinh nghiệm làm coding sử dụng phần TypeScript. Đối với cái vị trí này thì mình thấy là họ sẽ yêu cầu ứng viên là khá là strong, tức là có cái thế mạnh đối với các cái nền tảng về public cloud, đặc biệt là bên AWS với các cái loại dịch vụ như là ECS, SQS hay là RTS vân vân. Vị trí này thì họ sẽ yêu cầu ứng viên thành thạo ngôn ngữ cả tiếng Anh và tiếng Việt. Thì mình nghĩ đây cũng sẽ là cái lợi thế rất lớn cho các bạn software engineer mà đến từ Việt Nam. Ở đây thì mình cũng thấy là họ để cái phần contact của bạn recruiter. Như bạn này mình nghĩ khả năng cao là người Việt đấy, Chelsea fan. Thì các bạn hoàn toàn có thể là liên lạc nhắn tin để tăng cái cơ hội được gọi phỏng vấn đối với cái vị trí này. Và mình cũng thấy là các bạn hoàn toàn có thể có cái phương án đó là gửi tin nhắn trực tiếp trên LinkedIn. Thì thông thường ví dụ để tăng cái cơ hội được gọi phỏng vấn, các bạn hoàn toàn có thể đính kèm cái phần CV cũng như là một số các cái phần profile của các bạn và các bạn gửi trực tiếp đối với cái vị trí này. Về mức lương thì hiện tại là mình thấy họ đang để đối với vị trí này là từ 5.000 đến 7.000 đô la sinh một tháng. Công việc số 3 trong danh sách việc làm tháng 10 đó là vị trí Research Associate tại công ty Visa Q Inc. Thì Visa Q Inc là một công ty có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Họ chuyên cung cấp các cái giải pháp liên quan tới phần database như là cái knowledge platform cho khách hàng trong nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Các bạn lưu ý là cái vị trí này nó là cái cấp entry level, tức là dành cho cả những bạn mà vừa mới tốt nghiệp. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm làm việc thì mình nghĩ là cái vị trí này rất rất là phù hợp. Vị trí này là họ sẽ làm việc đối với các cái nhóm khách hàng trong khu vực Đông Nam Á, ví dụ Indo, Chinese, Hàn Quốc hay là Vietnamese. Cho nên là nếu mà những ứng viên nào biết tiếng Việt thì nó cũng sẽ là cái điểm cộng và tất nhiên là tiếng Anh các bạn cần phải rất là thành thạo. Vị trí này thì hiện tại là mình thấy là họ để cái yêu cầu cũng khá là chung chung, vì là họ chấp nhận cả những cái ứng viên mà vừa mới tốt nghiệp ra trường. Về cái mức lương thì mình đang thấy họ để là từ 3.500 cho tới 4.500. Thì đối với những cái vị trí mà entry level thì mình cái mức lương này cũng khá là phù hợp. Cái link ứng tuyển của vị trí này trên LinkedIn mình cũng sẽ để trong cái phần mô tả của video này các bạn nhé. Và một cái phần nữa là các bạn hoàn toàn có thể liên lạc trực tiếp với bạn phụ trách tuyển dụng của Visa Q này. Như vậy thì mình nghĩ nó cũng sẽ làm tăng cơ hội để các bạn được gọi phỏng vấn hơn. Vị trí số 4 trong danh sách việc làm tháng 10 đó là vị trí Language Manager Vietnamese tại TikTok. Thì mình nghĩ TikTok là không còn ai xa lạ với cái nền tảng social media này nữa. Và tại TikTok Singapore là họ đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên người Việt Nam biết tiếng Việt để giúp họ phụ trách về cái mảng language tại công ty. Đối với cái vị trí này thì các bạn sẽ chủ yếu là làm việc liên quan tới cái phần dịch thuật cũng như là đảm bảo là toàn bộ các cái phần ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho các cái văn bản cũng như là các cái sản phẩm dịch vụ của TikTok. Về yêu cầu bằng cấp đối với cái vị trí này là các bạn sẽ cần phải thực sự là rất thành thạo về phần ngôn ngữ tiếng Việt và chắc chắn là cả phần tiếng Anh nữa. Họ sẽ yêu cầu ứng viên là có từ ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó là tối thiểu 2 năm chuyên về bên dịch thuật cũng như là cái kinh nghiệm về proofreading. Và đặc biệt là họ cũng sẽ ưu tiên những ứng viên mà có kinh nghiệm trong cái mảng e-commerce là một, thứ hai là advertising hoặc là trong lĩnh vực marketing, và ứng viên cũng cần thành thạo đối với những cái công cụ dịch thuật khác nhau, ví dụ như CAT, TMS hay là LQA.
Về cái mức lương á, thì hiện tại là mình không tìm được về cái mức lương cho vị trí Language Manager phần tiếng Việt này. Tuy nhiên là mình thấy là họ đã tuyển một cái vị trí tương tự trong tháng 9 năm nay. Đối với cái vị trí là Language Manager dành cho tiếng Thái thì mình thấy là họ đang để là từ 6.000 cho tới 12.000 đô la sinh một tháng. Nghĩa là các bạn cũng có thể lấy cái mức lương này như là một cái phần benchmark cho cái lương với cái vị trí Language Manager Vietnamese tại TikTok nhé. Vị trí số 5 đó là Product Growth Manager. Đây là cái vị trí mà sẽ chuyên phụ trách quản lý thị trường Việt Nam, cho nên là sẽ yêu cầu ứng viên thực sự là rất am hiểu về thị trường Việt Nam và thành thạo cả tiếng Anh với tiếng Việt. Đối với cái vị trí này thì nhiệm vụ chính là sẽ cung cấp thông tin về thị trường Việt Nam, bao gồm xác định những điểm mạnh, điểm yếu cũng như là cơ hội và thách thức để làm sao có thể giúp công ty thành công khi mà xâm nhập vào cái thị trường Việt Nam này. Thì họ sẽ yêu cầu ứng viên là có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm trong cái phần product management, tức là quản lý sản phẩm, hoặc là product marketing đối với những cái nhóm sản phẩm digital hoặc là làm việc trong các cái công ty công nghệ. Ngoài ra thì họ cũng sẽ yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm phát triển sản phẩm cũng như là tăng trưởng sản phẩm ở cái cấp độ toàn cầu. Hiện tại thì công việc này là họ đang đăng tuyển ở trên cái trang My Career Future. Thì như các bạn cũng biết là đối với cái trang My Career Future này ấy, thì người nước ngoài các bạn sẽ không thể đăng ký và ứng tuyển job được. Tuy nhiên, một cái điều rất may là mình thấy là họ cũng để cái contact của người phụ trách tuyển dụng cho cái vị trí này, Jessica Lee, thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động gửi CV đến cái email để có thể là tăng được cái cơ hội cho các bạn được gọi đi phỏng vấn. Về cái mức lương thì mình thấy là họ đang để từ 7.000 đến 10.000 đô la sinh một tháng. Vị trí số 6 đó là DevOps IT Support Engineer tại công ty HQT. Thì mình thấy đây là cái công ty chuyên về cái mảng Cyber Security, tức là an ninh mạng, có trụ sở tại Pháp và họ cũng có cái văn phòng đại diện tại Singapore. Mình thấy vị trí này họ đang để là remote, tức là làm việc từ xa đấy. Thì đối với các bạn mà từ Việt Nam, nếu mà các bạn không muốn làm tại Singapore thì các bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm tra lại với công ty xem họ có đồng ý cho phương án là ứng viên làm từ đầu Việt Nam hay không. Còn cái vị trí này thì là họ sẽ report cho cái văn phòng của họ tại Singapore. Đối với vị trí này thì mình nghĩ sẽ rất rất là phù hợp đối với các bạn nào mà chuyên về cái mảng IT, mảng DevOps cũng như là Cyber Security. Vì cái vị trí này là sẽ cần làm việc đối với các cái nhóm khách hàng bên Malaysia hay bên Indonesia hay là bên Thái Lan với bên Việt Nam á. Cho nên là ngoài cái kỹ năng tiếng Anh mà các bạn thành thạo ra thì họ cũng sẽ ưu tiên đối với cả ứng viên biết thêm các cái ngôn ngữ bản địa đó là tiếng Việt nữa. Đối với cái vị trí này hiện tại là mình chưa kiểm tra được cái phần mức lương đâu, nhưng hiện tại họ đang để mức lương là cạnh tranh, bao gồm có cả phần lương cứng cũng như là các cái phần lương thưởng dựa vào cái target mà các bạn đạt được. Vị trí số 7 là AI ML Annotation Analyst Vietnamese Language Specialist tại Apple Singapore. Như các bạn cũng biết thì Apple là một trong những cái công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới. Và với cái vị trí này là các bạn sẽ làm việc trực tiếp tại văn phòng của Apple tại Singapore. Đối với cái vị trí này thì mình nghĩ nó sẽ rất rất là phù hợp đối với những bạn nào có bằng cấp cũng như là có kinh nghiệm về cái phần language, tức là phần ngôn ngữ. Vì cái vị trí này là họ sẽ thực sự là cần tìm một cái ứng viên chuyên về cái phần ngôn ngữ tiếng Việt. Và tất nhiên là các bạn cũng sẽ phải thành thạo tiếng Anh rồi. Thì một số các cái yêu cầu của cái công việc này, thứ nhất đó là bạn sẽ cần phải thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, đặc biệt là về phần kỹ năng đọc viết. Thứ hai là tiếng Việt thì chắc chắn là cái ngôn ngữ mà các bạn sẽ phải thành thạo, vì cái vị trí này là sẽ hỗ trợ đối với cái thị trường Việt Nam. Vì là cái công việc này sẽ liên quan nhiều tới cái phần ngôn ngữ, cho nên là họ cũng sẽ rất là cần những cái ứng viên mà cẩn thận, chi tiết và đặc biệt là có cái phần critical thinking skill, đặc biệt là trong cái việc đánh giá cái phần sử dụng của cái phần ngôn ngữ của Siri, chính là một trong những AI tool của bên Apple đấy. Đối với cái vị trí này thì các bạn sẽ lưu ý là có thể họ sẽ yêu cầu ứng viên cần phải làm việc theo ca, tùy theo cái yêu cầu của công việc cũng như là nhu cầu từ phía công ty. Mình thấy thực ra là cái vị trí này là họ đã đăng tuyển từ tháng 8 năm 2023 rồi. Tuy nhiên là có vẻ như họ vẫn chưa tìm được ứng viên, cho nên là mình thấy là họ vẫn đăng tuyển lại. Bởi vì thông thường những công ty công nghệ hàng đầu bao giờ họ cũng sẽ lựa chọn những cái ứng viên mà đáp ứng được cái yêu cầu và tiêu chuẩn. Họ sẽ lựa chọn những cái ứng viên tốt nhất thay vì là họ lựa chọn ứng viên để đáp ứng cái yêu cầu về deadline. Một vị trí tiếp theo cũng làm việc tại Apple Singapore, đó là vị trí App Store Review Specialist Vietnamese Language. Thì như các bạn cũng biết là Apple thực ra là họ có rất nhiều các cái mảng business khác nhau, từ iPhone
đó là cái mảng về bên thiết bị, rồi đến cái phần mà advertisement và đây sẽ là cái phần app store. Thì đối với cái vị trí này, công việc chính của bạn đó là sẽ làm sao để đảm bảo toàn bộ những cái app mà được listed ở trên cái Apple Store là nó sẽ phải đáp ứng theo các cái tiêu chuẩn và theo các cái guideline của Apple để đảm bảo sao là người sử dụng có được những cái trải nghiệm tốt nhất. Thì đối với cái vị trí này là họ sẽ yêu cầu ứng viên làm những cái công việc ví dụ là review toàn bộ tất cả những cái app mà được đưa lên trên cái App Store dựa theo các cái tiêu chuẩn và guideline về phần technical, về content và phần design. Thì vị trí này là họ sẽ yêu cầu ứng viên sẽ cần phải biết tiếng Việt để hỗ trợ thị trường Việt Nam. Và tiếng Anh chắc chắn là cái ngôn ngữ mà các bạn cần phải thành thạo. Vì cái công việc này nó liên quan khá nhiều đến cái phần tiêu chuẩn cũng như là các cái phần guideline ấy, cho nên là họ sẽ yêu cầu ứng viên là có các cái kinh nghiệm và kỹ năng rất là thành thạo, đặc biệt là đối với cái phần writing và interpersonal. Và các bạn cũng sẽ cần có những cái phần hiểu biết nhất định đối với cái nền tảng macOS và iOS. Ngoài ra thì họ cũng sẽ yêu cầu ứng viên sẽ cần rất là cẩn thận và chú ý đến các cái phần tiểu tiết và đặc biệt là có cái kỹ năng phán đoán rất là tốt và cùng với cái khả năng để đưa ra được cái quyết định đúng đắn và quyết định phù hợp nhất đối với mỗi cái tình huống. Về cái vị trí này thì hiện tại là mình không thấy được cái mức lương họ đề cập. Tuy nhiên là các bạn có thể tham khảo cái mức lương đối với cái một vị trí tương tự dành cho ứng viên nói tiếng Nhật mà họ mới tuyển hồi tháng 7 năm 2023 này. Thì với cái vị trí mà ứng viên nói tiếng Nhật làm cái mảng App Store Review Specialist thì mức lương đang là từ 3.000 tới 6.000 đô la Sing một tháng. Theo mình kinh nghiệm của mình ý, thì tại Singapore sẽ không có cái việc đó là ứng viên từ Hàn Quốc hay ứng viên từ Nhật Bản sẽ có mức lương cao hơn so với ứng viên từ Việt Nam. Cái này họ đưa ra cái mức lương là dựa vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên chứ không phải dựa vào quốc tịch của ứng viên các bạn nhé. Bởi vì kể cả là người Nhật hay người Hàn đi chăng nữa thì khi mà họ làm việc tại Singapore họ cũng chỉ là foreigner, tức là họ cũng là người nước ngoài như người Việt Nam mình mà thôi. Cho nên là sẽ không có cái suy nghĩ đó là vì họ là người Hàn hay vì họ là người Nhật cho nên lương của họ cao hơn. Và cái này hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào cái năng lực và kinh nghiệm của các bạn và đặc biệt là cái kỹ năng khi mà các bạn điêu lương thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái mức lương này cho cái vị trí mà họ đang yêu cầu ứng viên biết tiếng Việt. Vị trí số 9 là Account Executive Vietnamese Market. Thì đây là một cái vị trí sales mà các bạn sẽ cần phụ trách thị trường Việt Nam. Vị trí này thì hơi ngược một chút, mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn nào mà muốn làm việc tại Việt Nam và làm việc cho công ty nước ngoài thì mình nghĩ cái vị trí này các bạn có thể tham khảo. Thì các bạn cũng biết là Lux là một trong những cái công ty con thuộc tập đoàn ByteDance. ByteDance chính là cái công ty mẹ của TikTok. Lux là họ sẽ chuyên phụ trách về cái nhóm gọi là B2B, tức là chuyên đưa ra các cái giải pháp đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp. Vị trí này là các bạn sẽ làm sale và phụ trách thị trường Việt Nam, giúp Lux tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng phần thị trường cũng như là footprint của nhóm khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Lux. Họ sẽ yêu cầu ứng viên là có bằng cấp là từ đại học trở lên và nếu như có bằng MBA cũng là một cái lợi thế cho các bạn. Thực sự là các bạn sẽ cần phải có kinh nghiệm rất là nhiều đối với cái mảng thị trường Việt Nam, đặc biệt là kinh nghiệm liên quan làm việc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMB hoặc là nhóm khách hàng lớn Enterprise hoặc là những cái doanh nghiệp startup đang cái trong cái giai đoạn phát triển đối với các cái nhóm sản phẩm trong mạng SaaS hoặc là các cái phần sản phẩm liên quan tới IT. Thì là làm phụ trách thị trường Việt Nam nên cái này chắc chắn là các bạn sẽ phải thành thạo tiếng Việt rồi để có thể giao tiếp với khách hàng cũng như là những cái đối tác của Lux tại thị trường Việt Nam. Thực ra là mình thấy vị trí này là họ tuyển cách đây cũng khá lâu rồi, từ hồi tháng 8 cơ, nhưng mình nghĩ là họ yêu cầu là ứng viên bây giờ là phải relocate, tức là phải làm việc tại văn phòng ở Việt Nam cho nên là mình nghĩ cũng có thể là cái lý do họ vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp và họ cũng mình thấy là họ reposted cái vị trí này cũng khá là nhiều rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo để xem là có phù hợp với vị trí này hay không. Trên đây là mình cũng thấy là họ để cả cái thông tin của bạn recruiter phụ trách tuyển dụng cái vị trí này thì mình nghĩ là các bạn cũng hoàn toàn có thể gửi tin nhắn hay là message trực tiếp đối với bạn recruiter này để tăng cái cơ hội mà các bạn được gọi phỏng vấn. Và vị trí số 10, vị trí cuối cùng trong danh sách 10 các cái việc làm ưu tiên tuyển dụng người Việt Nam làm việc tại thị trường Singapore trong tháng 10 này, đó là cái vị trí Strategic Partner Manager, chuyên về cái mảng monetization, gaming experience và chuyên phụ trách thị trường Việt Nam. Tức là họ sẽ yêu cầu ứng viên cần có kinh nghiệm rất sâu với thị trường Việt Nam. Đối với cái vị trí này các bạn lưu ý nhé, đây sẽ là cái vị trí contractor làm việc 12 tháng thì hết 12 tháng có thể có phương án gia hạn hoặc là phương án kết thúc hợp đồng. Vị trí này là họ sẽ yêu cầu ứng viên bắt buộc phải thành thạo tiếng Việt, am hiểu thị trường Việt Nam vì là các bạn sẽ cần phải làm việc và giao tiếp đối với khách hàng cũng như là các cái đối tác từ thị trường Việt Nam. Thì đối với công việc này mình thấy là các cái yêu cầu của họ khá là cao đấy. Ví dụ như họ yêu cầu thứ nhất là các bạn sẽ cần phải rất là am hiểu
đối với cái phần hệ thống ecosystem về thị trường Việt Nam đối với các bạn mobile app developer, cũng như là có cái kinh nghiệm và am hiểu về các cái giải pháp về monetization, và nếu như có kinh nghiệm trong cái mảng gaming thì nó cũng sẽ là một cái điểm cộng. Ngoài ra thì họ cũng sẽ yêu cầu ứng viên có tổng cộng là 10 năm kinh nghiệm. Đối với các cái phần kinh nghiệm liên quan đến phần business, ví dụ như là làm bên bộ phận sale, bên business development hay bên product marketing, và ít nhất là trên 3 năm kinh nghiệm liên quan tới các cái công ty công nghệ chuyên về EdTech, ví dụ như là DSP, SSP hay Ad Network, vân vân. Vị trí này thì hiện tại là mình không tìm được cái mức lương, cho nên là các bạn có thể là chủ động liên lạc đối với nhân sự của công ty, chính là Daniel Yeo này. Ngoài ra thì mình nghĩ các bạn cũng nên chủ động kết nối và nhắn tin trực tiếp đối với nhân sự tuyển dụng cho cái vị trí này để tăng được cái cơ hội mà được gọi đi phỏng vấn đối với các bạn.